sáng nay 16 tháng 9, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì điều hành hội nghị của chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự hội nghị tại đầu cầu trụ sở chính phủ có các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Hòa Bình, chánh án tòa nhân dân tối cao Nguyễn Xuân Thắng, chủ tịch hội đồng lý luận Trung ương, các phó thủ tướng chính phủ, các bộ trưởng, thủ trưởng các bộ ban ngành, cơ quan Trung ương Dự tại đầu cầu các địa phương có các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược ngay sau kiện toàn chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, chính phủ, thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo các ngành, các cấp bắt tay ngay vào xây dựng và hoàn thiện thể chế. Trong đó, giao người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Hội nghị này nhằm tiếp tục ra soát công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật trong thời gian qua, thống nhất nhận định, đánh giá, nhất là đánh giá về hạn chế và nguyên nhân, thống nhất mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế không chỉ trong năm nay mà còn cho cả những năm tiếp theo. Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận về những vướng mắc, chỉ ra những nội dung yêu cầu cần giải quyết, vấn đề cần giải quyết thuộc thẩm quyền của cấp nào, cơ quan, đơn vị nào. Đặc biệt, ra soát tổng kết từ thực tiễn về những điểm ngãn, nút thắt trong quá trình tổ chức thực thi pháp luật. Việc xây dựng thể chế cần bám sát và cụ thể hóa chủ trương đường lối của đảng và quy định của hiến pháp với các nội dung cốt lõi như xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, xây dựng đảng là then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, văn hóa là nền tảng tinh thần, phát triển bền vững sâu rộng, vấn đề quản lý sử dụng tài nguyên, vân vân. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành địa phương đã thảo luận, đánh giá về những thành tựu, kết quả đạt được trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật, nhận diện rõ các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề ra phương hướng, các giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác này, nhất là trong việc thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng, các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật. Trong đó, nhiều nội dung được các đại biểu đề cập như chính sách pháp luật về đất đai, đầu tư xây dựng vấn đề phân cấp phân quyền chính sách pháp luật về an sinh xã hội pháp luật về thuế pháp luật để khai thác nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội